Nếu con người giả tạo chơi với nhau thì sớm muộn gì tình bạn này cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử mà thôi. Mỗi đứa chúng mày đều có bí mật không muốn ai biết, ai cũng ích kỷ, cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhìn kìa, trên mặt tụi bay đứa nào mà chả có 5-6 lớp mặt nạ.